Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại tôi đang đứng tại phòng xử lý nước thải dự án Manilen, đô thị Mộc Lam, Hà Đông. Hôm nay tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của hệ thống xử lý nước thải. Thứ nhất, về điều kiện thiết kế, hệ thống được xử lý theo phương pháp sinh học hiệu khí. Và nguồn vào của hệ thống chính là các nước thải sinh hoạt của toàn bộ khu dân cư cũng như công cộng của dự án. Nguồn thải đầu ra là nguồn thải đạt chuẩn B theo quy chuẩn Việt Nam 14/2008 và đã được cơ quan chức năng về môi trường cấp phép. Công suất thiết kế của dự án cho giai đoạn 1 là 360 mét khối trên ngày và sắp tới sẽ được nâng cấp lên thành 720 mét khối trên ngày khi nhu cầu xả thải tăng lên. Và thời gian vận hành của hệ thống là 24 giờ trên ngày. Về nguyên lý hoạt động của hệ thống, tất cả các nước thải sinh hoạt của khu dân cư cũng như khu công cộng sẽ được đưa về các bể xử lý thông qua hệ thống ống nước thải như các hố ga. Và đầu tiên, nước sẽ được đưa vào hố thu gom 100 và hố thu gom thì được trang bị hệ thống lượng rác cũng như các hệ thống thổi khí nhằm đảm bảo là nước thải luôn luôn được xử lý và bơm trộn. Và đồng thời các máy bơm chim được trang bị thiết bị nghiền rác để rác được nghiền nhỏ và trước khi được tiếp tục đưa lên hệ thống tổng lượng rác đặt tại phòng xử lý nước thải. Và tại đây thì rác được lượng bỏ và trước khi nước tiếp tục được đưa sang bể điều hòa 101. Bể điều hòa 101 cũng được trang bị hệ thống thổi khí nhằm đảm bảo là tất cả các chất thải mà đưa vào là có nồng độ là đều nhau và trong hệ thống nước thải. Và tất cả những việc xử lý này thì được điều chỉnh thông qua hệ thống van nhằm tránh việc cằn bị lắng nhiều ở dưới đáy. Và sau đó thì nước từ bể điều hòa 101 sẽ tiếp tục được bơm sang bể xử lý sinh học theo mẻ SPR 102. Tại bể sinh học SPR 102 thì được trang bị hệ thống xử lý cũng như hai máy cánh bơm lọc nước. Và tại đây các vi sinh vật sẽ ăn các chất thải bẩn có trong nước thải và sau đó bùn lắng thì được lắng xuống, còn nước trong sẽ được thông qua hệ thống đường ống dẫn như và tràn về các ngăn lắng. Và nước trong từ ngăn lắng sau đó sẽ được bơm sang bể khử trùng để tiếp tục đưa ra ngoài, còn bùn lắng sẽ được bơm về bể bùn. Đối với hệ thống xử lý sinh học theo mẻ SPR 102, có thể nói rằng tất cả những cái bước, những cái chu trình ở trong xử lý ở trong bể sinh học SPR đóng vai trò quan trọng tiên quyết và ảnh hưởng đến chất lượng sản thải. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bước xử lý trong bể sinh học SPR. Ở trong bể sinh học SPR sẽ gồm 6 bước xử lý chính. Thứ nhất là bước điện nước. Bước điện nước là gì? Thì nước sẽ được bơm từ bể điều hòa 101 sang bể xử lý 102. Và thời gian diễn ra bước điện nước sẽ là 90 phút. Khi nước được điện đầy sẽ kết thúc quá trình điện nước và tiếp theo là chuyển sang quá trình khử nitơ. Khử nitơ chính là quá trình phân hủy thành phần NO3- là thành phần có trong nước thải còn sót lại ở cái chu trình xử lý trước đó của bể sinh học. Thông qua cái việc là phân hủy các chất hữu cơ BOD, quá trình khử nitơ sẽ diễn ra trong vòng 30 phút và kết thúc quá trình khử nitơ sẽ tiếp theo là sẽ là quá trình xử khí. Như chúng ta đang thấy ở trên màn hình hiện tại là đang diễn ra quá trình xử khí
và tương ứng sẽ có một số bơm làm sạch, bơm quẩy và bơm sục khí đang hoạt động ở trong trung tâm này. Thì quá trình sục khí là quá trình phân hủy các thành phần hữu cơ như BOD, COD bằng các bùn sinh học và xin lỗi bùn hoạt tính và các bùn hoạt tính. Và quá trình này sẽ diễn ra trong thời gian 4 tiếng. Và tiếp sau quá trình sục khí sẽ là quá trình lắng. Quá trình lắng sẽ là quá trình tách thành phần bùn hoạt tính ra khỏi nước sau xử lý. Và tiếp theo đó thì nước sau xử lý, nước đảm bảo là nước chất lượng sau xử lý sẽ được tiếp tục bơm qua bể khử trùng để sau đó đưa ra ngoài. Còn thành phần bùn lắng sẽ được bơm về bể bùn và quá trình bơm sang bể khử trùng sẽ diễn ra trong thời gian 90 phút. Còn quá trình bơm bùn về bể bùn sẽ diễn ra trong thời gian 5 phút. Và tất cả các quá trình 6 bước ở trong bể xử lý sinh học FBR đã được vận trình và cài đặt hoàn toàn tự động bằng thông qua cái bộ xử lý TOC của SUPC. Và như vậy tổng thời gian trong chu kỳ 6 bước sẽ là 8 tiếng và công suất cho mỗi mẹ sẽ là 120 khối. Như vậy trong mỗi ngày khi hệ thống đảm bảo hoạt động tốt thì có thể xử lý được 360 mét khối mỗi ngày. Và vai trò công việc đối với người vận hành hệ thống đấy là đảm bảo kiểm soát hệ thống luôn hoạt động liên tục tuần hoàn, các mẹ liên tục. Nước sau xử lý tại bể sinh học SPR sẽ được bơm sang bể khử trùng và tại đây hóa chất chlorin sẽ được chiên vào cùng với nước thông qua hệ thống bơm bình thường, hai bơm được luân phiên hoạt động nhằm khử khuẩn E. coli và coliform trong nước và đảm bảo cái nước ra môi trường là nước đạt đúng tiêu chuẩn mà các cơ quan môi trường đề ra. Còn bùn lắng ở quá trình trước đó thì sẽ được bơm hồi lưu về để chứa bùn và sau đó được hút định kỳ. Trên đây tôi vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về nguyên lý hoạt động như phương pháp vận hành hệ thống xử lý nước thải tại dự án Manilin khu đô thị Mộc Lào Hà Đông. Xin chân thành cảm ơn.